Trần mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 26 tây tháng 8 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự trước khi đi vào các đề tài thì vẫn là phần bảo trợ của những người bạn à, và đương nhiên ngày hôm nay thì phong có hai bảo trợ thôi thứ nhất là của phượng mai official channel quý vị nào chưa ghi danh vào phượng mai official channel thì quý vị có thể vào trong uh, uh, YouTube và quý vị đánh chữ Phượng Mai Official. Khi quý vị đánh cái chữ này lên thì quý vị sẽ thấy được cái logo của Phượng Mai nằm ngay đây. Bấm vào cái logo này thì quý vị sẽ vào trong cái trang của Phượng Mai Official Channel và ghi danh ở đây. Bởi vì đây là một cái channel về giá trị nghệ thuật của Việt Nam. Và đặc biệt là của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 trở về trăm năm trước. Để chúng ta hiểu được cái giá trị nghệ thuật của Việt Nam chúng ta như thế nào. Hy vọng quý vị sẽ vào trong đó để mà ghi danh cũng như là lắng nghe những cái chương trình thật hay giải trí nhẹ nhàng và mang đậm giá trị nghệ thuật của Việt Nam. Trong cái đó thì cũng một cái phần bảo trợ nữa là của người em của tôi là Nam Quang Nguyễn người đang ra tranh chức City Council tức là nghị viên thành phố Westminster và Nam Quang trước đây là một kỹ sư sau đó thì anh nhảy qua ngành truyền thông và sau cái vụ mà thất bại của nhóm Hoàng Kiều tính bãi nhiệm tất cả các nghị viên và thị trưởng thành phố thì Nam Quang nhận ra được tầm quan trọng của cái uh, cái thành trì chống cộng ở đây của chúng ta và Nam Quang tình nguyện và ra tranh cử vào chức nghị viên để giữ vững cái thành trì chống cộng của người Việt Tị nạn Cộng sản cũng như là bảo vệ cho các cái chính sách và ủng hộ cho chính sách của tổng thống Donald Trump. Hy vọng rằng quý vị sẽ vào trong cái trang uh, votefornamquang.com ở trên màn hình đã có và muốn liên lạc với Nam Quang thì qua cái địa chỉ email cũng trên cái email đó thì quý vị sẽ vote cho Nam Quang nếu quý vị ở thành phố Westminster còn nếu như quý vị ở ngoài thành phố Westminster thì quý vị có thể hỗ trợ cho Nam Quang bằng tài chính và trận tranh cử này thì cái district của Nam Quang có khoảng mười mấy ngàn phiếu thôi thì cái chi phí cũng không cao lắm khoảng 30 chục tới năm chục ngàn đó là cái ngân sách dành cho cuộc tranh cử ở thành phố westminster hy vọng quý vị sẽ ủng hộ cho nam Quang để ra tranh cử thứ nhất là hỗ trợ cho con em của mình à, trong cái uh, dòng chính sinh hoạt dòng chính và thứ hai bảo vệ thành trì của người việt tị nạn cộng sản và thứ ba là ủng hộ mạnh mẽ cho chính sách của tổng thống donald trump đó là một trong những cái uh, bảo trợ trong chương trình ngày hôm nay và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước qua cái phần uh, mỗi một ngày của chúng ta đó là cái đề tài mỗi một ngày và trong cái bài tài ngày hôm nay thì phong lại có một bản tin mới và bản tin này có lẽ là bản tin vui cho những người quan tâm tới tình hình biển đông bởi vì à, trong ngày hôm nay thì bộ thương mại của Hoa Kỳ đã chính thức ban lệnh cấm vận với tổng cộng 24 công ty của Trung Quốc và 24 công ty này là 24 công ty đã đóng góp trong cái quá trình xây dựng một cách bất hợp pháp các hạ tầng cơ sở quân sự của Trung Quốc dọc trên Biển Đông. Bây giờ một lát nữa thì mình sẽ coi cái bản đồ coi cái hạ tầng cơ sở đó nằm ở khu vực nào. Bây giờ thì phóng đi cái tin trước rồi sau đó chúng ta sẽ bước qua cái phần phân tích xem coi cái hậu quả của những cái lệnh cấm vận này như thế nào. Hoa Kỳ ngày 26 Tây tức là ngày hôm nay đã có một cái hành động và nhắm vào 24 công ty quốc doanh của Trung Quốc và các cá nhân liên quan tới các cái hoạt động quân sự của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp ở trên biển Đông. Chính quyền Tổng thống Trump đã gia tăng thêm cái việc là đối phó lại với sự đe dọa bởi đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ Thương mại trong một bản văn tư được công bố ngày hôm nay, trên 20 công ty của Trung Quốc đã nằm trong danh sách đen là bởi vì đã giúp cho quân đội Trung Quốc xây dựng và hiện đại hóa quân đội trong cái khu vực quốc tế bị tranh chấp và xây dựng những cái đảo nhân tạo ở khu vực ở Biển Đông. Đó là một trong những cái điểm chính trong cái văn thư này đưa ra và đồng thời thì Bộ Thương mại Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng loan báo là sẽ ngăn cấm tất cả những cái visa và giới hạn tất cả những cái chiếu kháng dành cho những công dân của Trung Quốc mà phải chịu trách nhiệm cho việc xây dựng hoặc hiện đại hóa tất cả những cái đảo nhân tạo của Bắc Kinh ở trên biển đông à, đặc biệt là việc này thì à, những cá nhân này sẽ bị từ chối không được phép bước chân vào hoa kỳ à, trong đó thì à, những người này có rất nhiều thân nhân và có rất nhiều những tài sản của họ tại hoa kỳ việc này diễn ra chỉ một tháng sau khi mà hoa kỳ chính thức bác bỏ cái à, yêu sách lưỡi bò chính đoạn của trung quốc trên biển đông và chính thức gửi một cái văn thư cho Liên Hiệp Quốc phản đối điều này và chính quyền tổng thống Donald Trump cũng đã ban lệnh cấm vận với một số giới chức của Hồng Kông và Trung Quốc và cho thấy rằng họ đã có hành động lạm dụng nhân quyền và đặc biệt là cái vấn đề của liên quan tới Tân Cương. Bắc Kinh vẫn cho rằng cái đường yêu sách lưỡi bò là lãnh hải của họ dựa theo cái thuyết lịch sử mà tập cận bình đã đưa ra và trong những năm gần đây thì Bắc Kinh đã liên tục xây dựng các hạ tầng cơ sở quân sự dọc theo biển Đông. Nơi đây là nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng nói rằng đây là phần à, lãnh hải của họ và trong đó thì nơi đây có tiềm năng về ngư nghiệp rất cao cũng như các cái tiềm năng về à, năng lượng dầu khí. À, trong tuần này thì Bắc Kinh đã có 6 ngày tập trận ở trên khu vực ở quần đảo Hoàng Sa. <laughs> nơi mà Cộng sản Việt Nam đã à, chính thức đưa ra lời à, à, phản đối mạnh mẽ và đây là cuộc tập trận lần thứ hai ở trong khu vực này của Bắc Kinh trong vòng 2 tháng, chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc đã ta sử dụng luôn cả các hỏa tiễn tầm trung trong cái cuộc tập trận ngày 26 tây ngay trên biển đông theo tường trình của tờ South China Morning Post và theo uh, cho, cho, tin cho biết thì uh, việc mà thử, uh, bắn thử này diễn ra ngay sau một ngày sau khi mà các cái chiếc uh, trinh sát cơ của Hoa Kỳ đã tiếp cận vào trong cái khu vực không phận mà Bắc Kinh cho rằng là vùng cấm bay và lúc mà họ đang có tập trận bắn đạn thật ngay trên khu vực phía bắc của họ và Bắc Kinh sử dụng những cái công ty quốc doanh này để xây dựng khoảng 3.000 cái 3.000 acre tức là 3.000 mẫu vuông ở trời cái gọi là cái đảo nhân tạo của họ trên biển Đông bao gồm luôn cả các cái hệ thống gọi là air defense tức là hệ thống phòng không và các cái hệ thống hệ thống được xem là bệ phóng của hỏa tiễn chống tàu chiến đó là theo cái phát biểu và cái ghi nhận của bộ thương mại hoa kỳ và các công ty này cũng sẽ nằm trong danh sách đen và cũng như là năm cái công ty khác của trung quốc đã nằm trong danh sách này bao gồm luôn một công ty rất lớn của trung quốc là china communication construction company tức là công ty CCCC. đây là một trong những công ty xây dựng cái hạ tầng cơ sở về viễn thông lớn nhất của trung quốc Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo đưa ra trong một bản statement nói rằng là công ty China Communication Construction Company là một cái công ty điển hình cho thấy rằng Bắc Kinh đang sử dụng tất cả những cái chiến lược của họ bao gồm luôn cái sáng kiến một vành đai một con đường để mà xây dựng những cái hạ tầng cơ sở trên toàn thế giới gây ảnh hưởng trên thế giới mà Washington đã chỉ trích đây là một cái hành động bẫy nợ ngoại giao. CCCC và những cái chi nhánh và những vệ tinh của họ là một cái chế độ được xem là đầy tham nhũng trong vấn đề tài chánh phá hủy môi trường và lạm dụng tất cả những điều khác trên toàn thế giới đó là lời phát biểu của ông mai Pompeo. và nước cộng hòa nhân dân trung quốc không thể cho phép CCCC hay là những công ty quốc danh khác giống như một cái thứ vũ khí để mà gia tăng cái động cơ và trục lợi của họ đó là lời phát biểu của ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra trong ngày hôm nay như vậy trong số 24 công ty đã bị nêm yến ở trong cái danh sách đen của bộ thương mại thì tất cả các cá nhân của những công ty này và những cá nhân có liên quan tới việc xây dựng các cái đảo nhân tạo trên biển đông thì sẽ bị cấm vận chính thức là họ sẽ không được phép bước chân vào Hoa Kỳ và tất cả những hoạt động tài chính của họ sẽ bị Hoa Kỳ giám sát và có thể đi, đi, tới mức gọi là đóng băng tài sản của những cá nhân này hoặc những công ty này. Ok các bạn, đó là cái bản tin mới nhất liên quan tới tình hình Biển Đông chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta lại mở cái bản đồ lên để xem các cái khu vực đảo nhân tạo của Trung Quốc xây là ở chỗ nào. ok, bây giờ cho phép Phong được mở cái bản đồ lên. Ở trên cái màn hình các bạn thấy đây là cái bản đồ của Biển Đông các bạn. <laughs> Nếu Phong đâm ra thì các bạn thấy là Biển Đông dọc ở khu vực này toàn bộ là Biển Đông. gần vô thì quý vị nhìn thấy khu vực này là khu vực giữa đảo Hải Nam và Paracel Island tức là quần đảo Hoàng Sa. Nơi đây Trung Quốc đã đánh chiếm từ Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 một cách bất hợp pháp giữa lúc mà Việt Nam đang có cuộc chiến à Nam Bắc thì Trung Quốc đã bất ngờ đánh chiếm cái quần đảo này và kể từ khi đánh chiếm quần đảo này Trung Quốc đã gia tăng rất nhiều những cái hoạt động quân sự và xây dựng những cái hệ thống hạ tầng cơ sở về quân sự của họ trên quần đảo Hoàng Sa và đây đều là điều xây dựng bất hợp pháp và bên cạnh đó thì không những Hoàng Sa mà rước xuống Trường Sa ở đây thì các bạn thấy chữ Spratly Island tức là quần đảo Trường Sa nó rất nó vô thì rất là nhiều đảo nhỏ nó kéo dài cho tới tận đây nha các bạn ok từ ở khu vực này cho tới tận khu vực này thì uh, trên đây có rất nhiều những cái đảo nhỏ nếu phong vào mọi người nhìn thấy đảo nhỏ chấm trắng rất là nhiều thì khu vực này là cái khu vực mà đang tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia gồm có uh, Philippines Brunei, Việt Nam, à, Malaysia và à, đảo quốc Đài Loan cũng như là Trung Quốc. Thì ở đây các bạn thấy là đảo quốc Đài Loan cũng nói rằng là một phần của Trường Sa là lãnh hải của họ. Rồi Philippines cũng nói khu vực Trường Sa này là lãnh hải của họ. Rồi Brunei cũng nói đây là lãnh hải của họ. Và Malaysia cũng nói đây là lãnh hải của họ và Việt Nam cũng nói đây là lãnh hải và Trung Quốc ở tuốt trên đây không liên quan gì, họ cũng chiếm khoảng 8 đảo ở đây và trong thời gian qua từ năm 2012 thì Trung Quốc đã xây rất nhiều những cái đảo nhân tạo của họ ở trên quần đảo Trường Sa. Ok các bạn, đó là cái hình ảnh bản đồ trên quần đảo Trường Sa. Và cái bản đồ này thì các bạn thấy rồi, Trung Quốc có khoảng, ở đây thì cái số lượng đảo thì phía Việt Nam chiếm nhiều nhất. Phía Việt Nam bây giờ là chiếm tới lúc trước thì là 21 đảo, gồm 9 đảo nổi và 12 đảo chìm và các điểm đảo. Bây giờ thì có thêm một số những cái điểm đảo nó lộ ra nằm trong phòng quản trị của Việt Nam thì khoảng 26, 27 đảo. Còn phía Trung Quốc thì trên, trên nguyên tắc chính thức là Trung Quốc chiếm 8 đảo, Philippines chiếm 7 đảo, Đài Loan chiếm một đảo, tức là đảo Ba Bình. Còn Philippines chiếm 7 đảo, trong đó có đảo Sông Tử Đông và có luôn cả cái bãi cạn Scarborough là Philippines đang quản trị. Ngược lại phía Malaysia cũng chiếm khoảng 7 đảo. Khu vực này có lớn nhỏ nổi chìm trên dưới 100 đảo nhỏ khác nhau. Và đây là cái khu vực tranh chấp gây gắt giữa nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên thì từ năm 2012, kể từ khi Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lãnh đạo cái nhà nước Cộng sản Trung Quốc, thì Bắc Kinh đã bắt đầu cho xây dựng những hạ tầng cơ sở trên đây. Lúc đầu, Bắc Kinh nói rằng những cái hạ tầng cơ sở này là phục vụ cho vấn đề dân sự, gồm những cái trạm thủy văn, hay là những cái trạm cấp cứu dành cho ngư dân đánh cá. Nhưng tới ngày hôm nay sau 8 năm xây dựng, tất cả những cái hạ tầng cơ sở từ Trường Sa lên tới Hoàng Sa lên tới đảo Hải Nam, tất cả đều là những cái hạ tầng cơ sở về quân sự. Trong đó có cả những cái trạm radar để mà rà soát tất cả những cái tìm thủy đỉnh hay là các chiến thuyền hay là các chiến đấu cơ bay vào trong khu vực này. Thứ hai, là Trung Quốc đã lắp đặt tất cả những hệ phóng hệ cái bệ phóng hỏa tiễn nằm ở khu vực này. Và các bạn sẽ không nhìn thấy được à, những cái trại à, nuôi gà, nuôi cá hay gì đó hết, không có một cái hoạt động dân sự nào tại đây. Trung Quốc đầu tư hoàn toàn là cái hoạt động quân sự từ năm 2012. Và trong 8 năm qua, Bắc Kinh đã liên tục xây thêm những cái đảo nhân tạo ở đây để cung cấp cho cái nhu cầu quân sự của họ thì điều này chúng ta đã biết mà ngay cả khi mà họ đánh chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines cũng vậy. Coi như 8 năm nay Trung Quốc xây dựng khá nhiều và 8 năm nay sáu những cái thời điểm mà dưới dưới thời của Obama thì Hoa Kỳ chưa có chuyển trục về Á châu. Chỉ có cái năm sau cùng của Obama 2015 2016 thì mới bắt đầu chuyển trục về Á châu nhưng vẫn không cụ thể. Rồi tới thời tổng thống Trump thì cái chiến lược chuyển trục về Á châu đã rõ nét và càng lúc càng rõ nét hơn. Thì khi chuyển trục về Á Châu giống như tôi đã trình bày với các bạn rất nhiều lần là đối thủ thật sự của Hoa Kỳ chính là Trung Quốc. Chính là Trung Quốc và càng lúc Hoa Kỳ càng áp dụng cái chính sách cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh, đặc biệt là cái đường tự do hàng hải. Hoa Kỳ khẳng định cái Indo-Pacific ở trên Biển Đông mà Trung Quốc gọi là đường lưỡi bò của họ. Thì tháng trước Hoa Kỳ đã chính thức gửi văn thư cho Liên Hiệp Quốc và nói rằng không thừa nhận cái đường lưỡi bò và Trung Quốc đã xây dựng bất hợp pháp tất cả những căn cứ quân sự trên đây. Đây là cái văn thư mà Hoa Kỳ đã gửi cho à, Liên hiệp quốc, tức là mình phải gọi là tiên lễ hậu binh. Tại sao tôi gọi là tiên lễ hậu binh? Thứ nhất là phải bác bỏ cái vai trò pháp lý của Trung Quốc ra khỏi cái chủ quyền trên biển Đông. Và thứ hai, bước thứ hai bây giờ đang chúng ta đang ở bước thứ hai, tức là gia tăng áp lực buộc Bắc Kinh phải hủy bỏ tất cả những căn cứ quân sự này bằng cách là gia tăng lệnh cấm vận đối với tất cả các công ty nào đã đóng góp xây dựng những cái trạm quân sự những cái đảo nhân tạo và những cái bệ phóng về hỏa tiễn của họ ngay sau khi mà à, Trung Quốc đang có những cái à, hoạt động được xem là xem họ xem cái Đông Nam Á là sân sau của họ thì bây giờ bước thứ hai Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh cấm vận OK các bạn Vậy thì bước thứ ba sẽ là cái gì? Ok, chúng ta sẽ đi vào phân tích điều này. Đi vào phân tích điều này thì mình nhắc lại là trong ngày hôm qua ngày hôm nay biến động ở biển Đông và eo biển Đài Loan cũng như là trên vùng Đông Bắc Á, Trung Quốc đã gia tăng bắp thịt quân sự rất nhiều. Bốn cuộc tập trận đang diễn ra. Và ngay trong ngày hôm nay, giữa lúc mà Hoa Kỳ ngày hôm qua đưa trinh sát cơ bám sát vào khu vực Quảng Đông và khu vực đông bắc á của họ của Trung Quốc để quan sát các cuộc tập trận. Thì ngay ngày hôm nay trên quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã bắn thử cái hỏa tiễn tầm trung của họ. Hỏa tiễn này là hỏa tiễn địa đối không, tức là họ bắn từ dưới ở dưới cái đảo cái đảo bắn thẳng lên trên trên không. Đây là cái cuộc thử thử nghiệm hỏa tiễn của Trung Quốc ngay trên cuộc tập trận ở quần đảo Hoàng Sa, nơi thuộc về chủ quyền của Việt Nam và bị Trung Quốc đánh chiếm bất hợp pháp năm 1974. Ok các bạn. Thì những cái sự kiện này xảy ra rõ ràng Bắc Kinh đang tìm cách khuấy động bên ngoài để che đậy cái sự đấu đấu tranh nội bộ bên trong và những cái thách thức từ bên trong nội bộ của Trung Quốc. Chuyện này chúng ta đã phân tích rồi, không chắc lại nữa. Ok, những thách thức bên trong nội bộ của Trung Quốc Phong đã có những bài phân tích trước đó rồi. Các bạn đã hiểu rõ. Ở đây mình đang nói cái vấn đề của biển Đông. Thì cái bước thứ nhất giống như tôi đã nói là Hoa Kỳ không thừa nhận cái tính chất pháp lý của Trung Quốc. Bước thứ hai trừng phạt những công ty nào mà đã góp phần xây dựng cái đảo nhân tạo và những cái hạ tầng cơ sở quân sự cho Trung Quốc trên khu vực Biển Đông, đặc biệt ở Hoàng Sa và ở Trường Sa. Vậy thì bước thứ ba là cái gì quý vị? Bước thứ ba là Hoa Kỳ sẽ có những cái chiến dịch kêu gọi Trung Quốc là triệt thoái tất cả các vị trí quân sự của họ ra khỏi Biển Đông. Nếu không sẽ đối diện với hệ quả. Đó là lời cảnh cáo và cũng là một trong những cái cảnh báo trước cho Bắc Kinh biết là Hoa Kỳ đã quay trở lại khu vực này và không có một quốc gia nào có thể lấn áp, ăn hiếp những quốc gia ở lân cận bằng sức mạnh quân sự. Thì nếu mà cái bước thứ ba này tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ đưa ra trước ngày 3 tây tháng 11. Đây mới chỉ là bước thứ hai áp dụng lệnh cấm vận thôi. Bước thứ ba sẽ là cái lời cảnh báo. Và nếu như Trung Quốc không làm và tiếp tục gia tăng tập trận trên Biển Đông. Thì lúc đó gần tới ngày bầu cử, tình hình sẽ càng căng hơn nữa. Và quý vị còn nhớ năm 2003, cái chiến thuật của Hoa Kỳ đối với Iraq thì nó sẽ có thể được lặp lại y chang như vậy. Tức là chính quyền của Bush con thời điểm đó đã đánh chống thổi kèn và là cho mọi người có cảm giác rằng Iraq sẽ đe dọa và sẽ tấn công bất ngờ bằng vũ khí à, loại vũ khí gọi là à, Max destruction đó tức là vũ khí giết người hàng loạt. đó là cái cách mà chính quyền Bush còn đã làm nhưng mà chính quyền Bush còn lúc đó vì muốn nhắm vào Saddam Hussein cho nên Bush còn đã sử dụng những cái nguồn thông tin được xem là từ cơ quan CIA và trong những cái nguồn thông tin đó không chính xác nhưng với thời đại của Tổng thống Trump thì không chơi cái trò dơ bẩn như là Bush con. Nhưng chính quyền Tổng thống Trump sẽ có những cái quyết định cứng trắng hơn dựa trên những gì đang xảy ra trên Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa. Có nghĩa là nếu Bắc Kinh mà không rút tất cả những cái hạ tầng cơ sở của họ ra khỏi khu vực Biển Đông theo lời cảnh báo của Hoa Kỳ thì quân đội của Hoa Kỳ sẽ đi một cái bước kế tiếp tức là hải quân Hoa Kỳ là tiếp cận những đảo nhân tạo này để thách thức cái chủ quyền của bắc kinh và đo lường xem bắc kinh làm điều gì nếu như họ tiếp cận tới bắc kinh chỉ có hai cách là à. giải quyết thứ nhất tiếp tục to cái miệng phản đối phản đối và phản đối giống như cái trường hợp mà trinh giác cơ của hoa kỳ giám sát gần không vận mà khu vực cấm bay của trung quốc ngày hôm qua còn nếu như mà bắc kinh nổ súng thì các bạn biết chuyện gì xảy ra mặc dù bây giờ bắc kinh tuyên bố rằng là không nổ súng trước ở trên khu vực này Nhưng chưa biết được Lúc đó Hoa Kỳ sẽ tắp sát vô luôn Những cái đảo nhân tạo của Trung Quốc Đang xây dựng trên Biển Đông Và đang có hoạt động Trên Biển Đông Không còn cách 12 hải lý nữa Lúc trước Hoa Kỳ Từ trước đến giờ Hoa Kỳ vẫn tiếp cận vô khoảng 12 hải lý Tức là theo cái chủ quyền Của, à, của Trung Quốc Canh chấp mà Thì Hoa Kỳ tôn trọng Nhưng kể từ tháng trước khi mà Hoa Kỳ đã không thừa nhận cái vai trò pháp lý của Trung Quốc trên Biển Đông thì có nghĩa là không cần 12 hải lý nữa. Họ tấp sát vô luôn để thách thức chủ quyền của Trung Quốc. Đó là điều mà Hoa Kỳ sẽ làm trong thời gian tới. Nhất là cái thời gian gần tới cái 3 tây tháng 11. Thì điều này càng có thể xảy ra. Ok. Và nếu như mà Bắc Kinh không giải quyết và không có những cái hành động gọi là nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền ở trên đó vẫn tiếp tục đi vận động các quốc gia Á Châu khác để loại trừ cái vai trò của Hoa Kỳ ra. Thì lúc đó quý vị, tình hình sẽ còn khác nữa. Tình hình sẽ còn khác nữa là Hoa Kỳ sẽ cho Bắc Kinh trong vòng bao nhiêu giờ đồng hồ rút tất cả hạ tầng cơ sở của họ về đất liền. Còn nếu như không, Hoa Kỳ sẽ dội bom xuống. Đó là những cái mà Hoa Kỳ sẽ đi tới khi mà hoa kỳ đã đo lường được cái phản ứng của các quốc gia ở khu vực sau một thời gian vận động mặc dù trên nguyên tắc các quốc gia này cái miệng vẫn nói trung dung đi hai hàng không nhắm về phía bên nào cả nhưng mà hoa kỳ đã đo lường được nếu là giai đoạn của mấy năm trước chắc chắn những quốc gia này sẽ từ chối nhưng sau cái đại dịch vừa rồi các quốc gia này trả lời theo lối hai hàng có nghĩa là họ vẫn mong muốn hoa kỳ bước vào trong biển đông tại vì có sự hiện diện của hoa kỳ trong biển đông thì không có một nước nào làm ẩu cả phần tranh chấp vẫn còn đó nhưng không có nước nào lấn áp nước khác đặc biệt là trung quốc trung quốc lấn áp rất nhiều những nước ở khu vực biển đông do đó họ mong hoa kỳ vào nhưng họ không nói tức là điếp ở bên trong sâu họ mong hoa kỳ vào và sau cái trận đo lường này thì hoa kỳ biết được dù hoa kỳ có tấn công trung quốc và các cái đảo nhân tạo trên biển đông thì các quốc gia ở khu vực cũng sẽ không phản đối cùng lắm chỉ lên ô oh, chúng tôi kêu gọi tự chế đôi bên tự chế đừng làm tình hình à, gọi là căng thẳng lên nhưng cái miệng họ nói như vậy đằng sau họ vẫn thọc cậy bánh xe để cho hoa kỳ à, có cái cứng đắn hơn nữa tại vì họ không muốn sự hiện diện của quân đội trung quốc quân đội hoa kỳ hiện diện trên biển đông họ không phản đối họ không phản đối bởi vì hoa kỳ không có tham vọng gì về cái việc gọi là à, chiếm đất chiếm đảo ở trên đó hết ngược lại bắc kinh có ngược lại bắc kinh có bắc kinh cứ nói đây là chủ quyền của họ do đó sự hiện diện của hoa kỳ nó bảo đảm được cái an ninh hàng hải khu vực này và không có quốc gia nào ăn hiếp những quốc gia khác được vì vậy ở bên trong sâu đậm họ vẫn muốn kể cả cộng sản việt nam họ vẫn muốn hoa kỳ có những cái động thái có những cái hoạt động quân sự mạnh mẽ hơn thậm chí là đánh bom hoặc là tấn công thẳng vào những cái vị trí này được đánh giá là vị trí quân sự tại vì tất cả những cái đảo nhân tạo tất cả những cái hạ tầng cơ sở mà Bắc Kinh xây dựng từ năm 2012 cho tới bây giờ không một cái nào mang vị trí dân sự cả tất cả đều là mang hình ảnh của quân sự và tất cả đều có mục tiêu quân sự do đó Hoa Kỳ tấn có tấn công sẽ tấn công thẳng tay mà không có nhân nhượng tức là sẵn sàng dội bom xuống luôn để cho bắc kinh phải rút ra khỏi biển biển đông đó là cái chuyện mà hoa kỳ sẽ làm tại vì ngày hôm nay lệnh cấm vận đã được đưa ra tức là bước thứ hai cảnh báo rồi bước thứ hai cảnh báo bắc kinh là chấm dứt cái việc xây dựng này thứ ba là hoa kỳ sẽ buộc bắc kinh rút khỏi biển đông tại vì ở đây không có chủ quyền của anh anh đi về cái chỗ 12 hải lý của anh từ đảo Hải Nam đi. Anh không có chủ quyền gì ở dưới này hết. Mà nếu anh tiếp tục xây dựng bất hợp pháp như vậy, tôi có quyền bắn phá vì nó là bất hợp pháp. Tôi có quyền bắn phá vì nó là bất hợp pháp và nó vi phạm vào, nó nó à, cản trở cái đường tự do hàng hải của cộng đồng quốc tế ở khu vực này. Đây là cách mà Hoa Kỳ sẽ làm. Nhưng mà tôi không biết nó happen, nó xảy ra ở cái khoảng nào sau tháng 11 hay hay là trước 3 tây tháng 11 nhưng chắc chắn trước 3 tây tháng 11 Hoa Kỳ sẽ có những cái chính sách cứng rắn hơn ở trên biển Đông. Đó là cái việc mà sau khi mà cấm vận rồi thì sẽ đưa ra và kêu gọi Trung Quốc, kêu gọi thôi các bạn, kêu gọi thôi nha. Tức là khô kêu gọi Trung Quốc rút quân họ về trở về đất liền và chấm dứt những hoạt động quân sự trên biển Đông. Nếu mà Hoa Kỳ từ đây tới 3 tây tháng 11 mà đưa ra lời kêu gọi này thì có nghĩa là quý vị sẽ thấy được cái kịch bản sau đó. Nếu Bắc Kinh không làm, thì cái cách kế tiếp là gì? Hải quân Hoa Kỳ tiếp cận vào những khu vực đó để thách thức. Và điều này nó sẽ ảnh hưởng dây chuyền không phải chỉ ở Biển Đông mà lên tới eo biển Đài Loan và lên tới luôn cả vùng biển Đông Bắc Á, nơi mà đang có tranh chấp giữa xe ca cư và mà, mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư đó. Tại vì Hoa Kỳ đã từng đề nghị Nhật Bản để cho Hoa Kỳ tuần tra khu vực này. Phía Nhật Bản chưa lên tiếng say yes or no. Nhưng mà cái offer đó cho thấy rằng là Hoa Kỳ đã nhắm thẳng vào Trung Quốc. Đã nhắm thẳng vào Trung Quốc khi Hoa Kỳ đề nghị để cho lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ tuần tra khu vực này. Tại vì lực lượng Nhật Bản thì còn tự chế. Họ còn bị cái hiến pháp quy định là trong tinh thần tự vệ họ mới được nổ súng. Chứ họ không được nổ súng tầm bậy. Còn Hoa Kỳ khác khi Hoa Kỳ tuần tra trên đây mà chỉ cần cái hành động mà gọi là lấn áp hay là có những cái hành động khiêu khích thôi, là Hoa Kỳ có quyền nổ súng để tự vệ và bảo đảm an toàn của mình. Do đó, tình hình của Biển Đông bây giờ nó đã đi thêm một cái level mới, tức là nó đã tiến tới một bước mới và buộc Bắc Kinh phải rút lại tất cả những cái chiến lược của họ ở trên ở trên khu vực này và nó là cái mặt trận quan trọng bởi vì nếu Bắc Kinh mà thành công trong cái việc mà coi như khống chế biển đông bằng quân sự thì các khu vực bắc khác bắc kinh sẽ tiến tới khu vực ở nam thái bình dương khu vực ở phía ấn độ giữa nước úc và ấn độ bắc kinh cũng sẽ đưa quân qua đó do đó mặt trận biển đông trận cái hướng đi này của trung quốc là trận toàn bộ tất cả những cái dự án của trung quốc muốn phát triển mạng lưới quân sự ra toàn bộ khu vực thái bình dương và ấn độ dương do đó đây là cái bước thứ hai mà hoa kỳ đang áp dụng và sẽ áp dụng tới cái mức thứ ba nhưng mà đương nhiên chúng ta còn phải coi lệ thuộc vào cái thái độ của bắc kinh cái thái độ của bắc kinh ở khu vực này như thế nào chắc chắn bắc kinh sẽ không nhượng bộ bắc kinh sẽ tiếp tục chỉ trích hoa kỳ sẽ tiếp tục vận động nói rằng hoa kỳ không có đất gì đai gì ở đây đừng có xen vào ở đây không có lãnh hải lãnh thổ gì đây hết rồi họ sẽ đi kêu gọi các quốc gia ở châu khác nhưng giống như tôi nói các quốc gia ở châu bề ngoài vẫn xả giao với trung quốc không dám mít lòng trung quốc bề trong thì họ cũng không họ lại có cái suy nghĩ khác. Bởi vì sự hiện diện của Hoa Kỳ nó vẫn an toàn hơn sự hiện diện của Trung Quốc. Và quân đội Hoa Kỳ mà quản trị cái khu vực an ninh hàng hải chỗ này thì các quốc gia yên tâm buôn bán hơn. Không có tình trạng cướp bóc, không có tình trạng buôn lậu, không có tình trạng gọi là buôn người, không có tình trạng buôn ma túy ở khu vực này. Và cũng không có tình trạng quốc gia lớn ăn hiếp quốc gia nhỏ. Bắc Kinh đang thể hiện cái việc quốc gia lớn ăn hiếp quốc gia nhỏ tại khu vực biển Đông. Do đó, lần này sự hiện diện và cái bước thứ hai mà Hoa Kỳ đã áp dụng sau cái lá thư phản đối gửi lên Liên Hiệp Quốc là cấm vận. Sau cấm vận sẽ là bước kế tiếp yêu cầu Trung Quốc rút ra khỏi khu vực này. Chắc chắn điều này sẽ xảy ra trước ba 30 tháng 11. Quý vị, quý vị và các bạn chờ xem tình hình diễn biến như thế nào ok các bạn đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay một lát nữa phong trở lại cái đề tài thứ hai và trong đề tài thứ hai cũng hấp dẫn không kém bắc kinh đã xuống nước năn nỉ hoa kỳ nhưng mà hoa kỳ vẫn dứt khoát nô no, là nô no. chuyện gì xảy ra một lát nữa phong sẽ trở lại trong phần đề tài thứ hai của cái chương trình hưu tên nhật ký chiều ngày hôm nay xin quý vị và các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của phong phong trở lại trong vòng 3 phút